Sau khi tham quan ở dòng sông băng Icefield, chúng tôi trở lại thị trấn giữa rừng Bank để dừng chân qua đêm ở một khách sạn nho nhỏ. Wow. Rừng Canada rất là vui, rất là tuyệt vời. Anh Kiệt ơi, đây mình đi Canada này, đỉnh núi gì vậy anh Kiệt? À, em ơi, mình đang ở trong cái công viên quốc gia Ben. Vườn quốc gia Ben, một trong những cái khu vực nổi tiếng về sinh thái của tỉnh Alberta. Và trên cái đỉnh núi Lewin này mình có thể nhìn được, thấy toàn cảnh của thị trấn Ben và dòng sông Cái Nơ rất là đẹp. Xung quanh của mình có nhiều cái dãy núi cao trên khoảng 2.500 mét. Bữa nay dẫn vợ con đi chơi Canada chơi vui quá. Wow. Từ đây chúng tôi đi tiếp khoảng 130 cây số thì tới thành phố Calgary. Đây cũng là một thành phố lớn nhất của tỉnh bang Alberta. Những người bạn đồng hương ở xứ Quảng đang lập nghiệp ở đây như Trần Trưng, Nguyễn Thế Thành, Nguyễn Nên. Một đêm lai rai ở nhà ông Trưng, rồi lại ngủ ở nhà ông Thành, lúc nào không hay, đầy kỷ niệm. Xin thưa quý vị, Calgary là một trong 10 thành phố được bình chọn đáng sống nhất thế giới. Wow.